Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Ông Gia Bình đưa ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Lan Thi và nói: "Đi đi con, cái này không coi thường được đâu. May quá, nếu không có con hôm nay thì bác gái đã gặp nguy rồi." Gia Thành cứ đắm đuối nhìn Lan Thi mãi không thôi. Giờ anh mới nói với bố mẹ một câu khiến Lan Thi sượng đỏ cả mặt. "Cô là một võ sĩ thiếu lâm tự đi bố mẹ. Mấy thằng tiếp diêu này thì thấm cái gì? Sức cố còn cho đo ván 6-7 thằng như thế. Từ giờ anh sẽ gọi em là dũng sĩ trần đất." Bà Hương Thủy thấy con trai nói vậy cũng phải bật cười. Lúc này bà không còn mang vẻ mặt khó chịu nhìn Lan Thi như trước nữa, mà ánh mắt đã dịu dàng hơn. Bà thực sự đang lo lắng cho cô. Lan Thi đành phải gật đầu chào ông bà, rồi đi theo Gia Thành ra xe. Chỉ còn là hai vợ chồng, bà Hương Thủy bắt đầu đưa tay lên chân ngực và nói: "Con bé này bí ẩn quá anh ạ. Anh mà chứng kiến cái lúc nó tải xung hữu đột đánh mấy cái thằng kia thì còn ngạc nhiên nữa." "Đấy, anh bảo mà, thằng Gia Thành nhà mình nó có con mắt tinh đời lắm. Con bé này xem ra được đấy. Vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang năng động, hợp với Gia Thành. Nhưng mà em cứ thấy lăn tan làm sao, vẫn chưa hiểu hết cô gái này. Có khi nào nó còn giấu chúng ta điều gì không? Bình thường con gái liễu yếu đảo tơ, yểu điệu thục nữ, chứ ai mà lại giỏi giang đánh đấm thế này. Mà lạ lắm, lúc mà mấy thằng kia bị hạ gục, em còn thấy con bé nó nói mấy câu gì với bọn nó mà cả ba thằng đều sợ xanh mắt mèo. Cung cúc đem đồ đến trả rồi xin lỗi rối rít. Vậy thì cũng lạ, nhưng mà kệ nó đi. Một cô gái mạnh mẽ năng động là một nét mới lạ của thanh niên thời nay đấy. Phụ nữ bây giờ chưa chắc đã giỏi nấu ăn như thời của em, nhưng mà chúng nó lại giỏi nhiều lĩnh vực khác mà chúng ta không thể ngờ. Thôi đừng có băn khoăn nữa. Em vừa hứa với chúng nó tự tay vào bếp à? Nhanh, kẻo tụi nó về bây giờ em xoay sở không kịp đâu." Gia Thành vừa lái xe vừa lo lắng nhìn Lan Thi không rời. Thấy cánh tay cô máu vẫn còn di dì chảy, thấm cả dưới lớp băng, anh thấy lòng mình đau như cắt. Vội cầm lấy tay cô nắm chặt như muốn truyền thêm động lực cho người con gái anh yêu. Trái với vẻ mặt lo lắng của anh thì mặt cô lại ánh lên nét vui mừng và nói: "Khéo trong cái rủi là có cái may anh ạ. Biết đâu qua việc này mẹ sẽ có cái nhìn bớt ác cảm với em." "Em đừng lo gì cả. Dẫu cả thế giới này quay lưng với em, thì anh nguyện chống lại họ để bên em chọn đời. Chắc chắn mẹ sẽ thương em thôi, vì anh là con của mẹ, em lại là người anh yêu." Lảo mép với thôn tướng, anh cứ thế này bảo sao các cô cứ chết như ngả dạ. "Không, anh chỉ lèo mép và ngọt ngào với một mình em. Các cô gái khác họ chỉ nhận được ở anh sự lạnh lùng thôi. Em yên tâm, chẳng có hạt cát nào vương bụi được vào đời anh đâu. Vì tấm thân này chỉ có một, đã tự nguyện trao cho em rồi thì không thể chia hai." Từng lời ấm áp trong trái tim Gia Thành lần lượt được anh phô bày ra với cô. Cô cảm thấy an tâm và cực kỳ thoải mái khi ở bên cạnh người đàn ông này. Những lúc bên anh, thời gian như ngừng trôi, tất cả mọi lo lắng trong cuộc sống được cô buông bỏ hết, chỉ còn lại đúng con người thực của mình, chỉ là Lan Thi của riêng một mình anh. Phòng mạch đây rồi, vết thương của Lan Thi phải khâu mất mấy mũi. Bác sĩ tiêm thuốc tê cho cô xong rồi tiến hành khâu thẩm mỹ. Gia Thành ngồi bên cạnh cứ cảm tưởng như những mũi kim kia đang khâu vào da thịt của mình. Thi thoảng anh lại nhíu mày nhăn mặt không tự chủ được và hỏi bác sĩ: "Bác sĩ cố gắng nhẹ tay giùm tôi. Cô đã bị mất máu nhiều, giờ phải chịu đau nữa thì chết mất." Lan Thi nghe vậy cũng bật cười, quay ra động viên ngược lại anh: "Bác sĩ đã tiêm thuốc tê cho em rồi, đâu có đau nữa đâu mà anh phải lo." Vị bác sĩ trẻ cũng mỉm cười và trêu lại: "Cô cậu chắc là vợ chồng mới cưới à?" "Cũng đúng thôi, hồi tôi mới lấy vợ cũng vậy. Chỉ cần một cái gai đâm vào tay cô cũng khiến tôi đau. Nhìn hai người thế này á,
tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Đúng là trai tài gái sắc nhỉ. Xong rồi đấy. Liệu vết thương trên tay cô ấy có để lại sẹo không bác sĩ? Cậu yên tâm, công nghệ chống sẹo hiện đại bây giờ không để lại sẹo đâu. Cánh tay cô ấy vẫn sẽ đẹp như mơ cho cậu xem. Nhìn cô ấy xinh đẹp thế này mà cậu để cho bọn côn đồ nó chém thế này thì kinh quá. May là không phạm vào chỗ hiểm đấy. Thôi, đưa vợ đi mua váy mới đi, loang hết cả ra cái váy rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Cúi đầu chào vị bác sĩ tâm lý, Gia Thành chở Lan Thi đến một shop giày hàng hiệu. Dù là chở cô đến một shop thời trang danh tiếng khiến Lan Thi rẽ nảy lên. Trời ơi, anh nghĩ em thích xài hàng hiệu lắm à? Chở em vào mấy cái shop bình dân kia cũng được. Anh mà làm như này khác nào em bắt đền anh. Không được cãi. Vợ anh là phải đẹp. Người đẹp như em phải khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền mới xứng. Đừng có lo, anh sẽ chọn cho em một bộ ưng ý. Anh chỉ được quyết định đâm là giỏi. Ai là vợ anh chứ? Em không phải. Cô ngồi cạnh anh mới đích thực là vợ anh. Gia Thành quả là có con mắt thẩm mỹ. Và gu chọn đồ của anh đúng đỉnh. Vừa nãy chọn giày đã chuẩn, giờ chọn đồ cũng được liệt vào hàng top 10. Một chiếc váy thật đẹp màu hồng phấn được anh chọn, khiến cô xinh như một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Lan Thi dịu dàng thanh lịch, đúng chất tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chẳng ai bảo cô là một chị đại giang hồ cả. Khi cô đang xoay mình trước gương thì Gia Thành đã nói nhỏ với em nhân viên bán hàng. Gói cho anh mấy mẫu mới nữa đi. Nhớ là phải đúng form vợ anh đấy nhé. Anh yên tâm. Em biết size của chị rồi ạ. Chị chuẩn người mẫu thế này. Mặc đồ nào cũng đẹp. Anh chọn shop em là đúng điệu luôn đấy. Lần sau anh chị lấy ghé ủng hộ nhé. Lan Thi bước ra nhìn thấy vẻ mặt gian gian của Gia Thành thì hỏi. Được rồi anh, em lấy cái này. Đoạn cô mỉm cười và nói tiếp. Em gói cái váy kia lại cho chị. Chị mặc cái này luôn. Dạ em gói rồi. Váy kia của chị đẹp thật, đúng chuẩn hàng hiệu. Chị đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Một câu khen chất như nước cất của cô gái đúng là sinh ra để bán hàng. Chị em nào mà gặp cô bé này thì vì con xấu xí cũng biến thành thiên nga, rồi lại phồng cả mũi lên cả ngày. Nhưng lần này cô gái đã khen chuẩn không cần chỉnh. Lan Thi đúng là rất đẹp. Thế cô gái đưa cho Gia Thành mấy cái túi liền. Lan Thi tròn mắt mà nói. Này anh hai, cái này không ít tiền đâu đấy. Em không muốn mang tiếng là kẻ báo hại. Em chỉ lấy đúng một cái đang mặc ở trên người. Cảm phiền em cất giúp chị mấy cái này nhé. Anh ấy đùa đấy. Chị cũng chưa mặc thử nên chắc là không hợp đâu. Chẳng ngờ Gia Thành tưng tửng mà nói. Em cứ tính hết tiền cho anh. Anh mua chứ không phải cô ấy. À quên, còn cái váy kia em vứt đi dùm. Nó dơ rồi, vợ anh không mặc nữa đâu. Anh nói gì? Anh nói là cái váy đấy nó đã bị dính máu. Bỏ đi anh đền cái khác. Không, đó là cái váy em thích mà. Cứ để đó cho em. Về nhà em xử lý được hết. Ngày mai anh lại nhìn thấy y như mới ngay. Cô gái thấy cái váy hồi nãy Lan Thi mặc khá đẹp mà bỏ đi thì tiếc. Lòng thầm suýt xoa trong bụng. Có chồng đại gia như chị này sướng thật. Vừa lắm tiền lại đẹp như soái ca, trắng bù cho mình. Mà công nhận, chị kia cũng đẹp thật. Đúng là xứng đôi vừa lứa quá. Ngày nào mình cũng gặp được khách sộp như thế này thì sướng. Trên đường về, Lan Thi cứ lẩm bẩm một mình. Tên này đúng là coi tiền như lá rụng mùa thu. Mua một lúc 3 cái váy hàng hiệu cho mình. Đi to hơn 20 củ. Đúng là điên. Thấy cô cứ trầm ngâm không nói, Gia Thành bèn chọc quê. Em cứ sụ mặt ra như thế này, xấu như bánh đa nhúng nước ấy. Có ai đánh thuế nụ cười đâu mà em phải tiết kiệm thế. Tặng cho em một bông hoa đi nào. Gia Thành vừa thốt lên câu đó xong thì nhận ngay một cái nhéo rõ đau vào đùi. Anh á lên một tiếng. Tím thịt anh rồi đây này. Coi chừng em lại phải châm ngược lại anh đấy. Da thịt anh xấu lắm. Chỉ cần một vết kín cắn thôi cũng đủ sưng vù lên vài ngày. Ai mà thèm tin lời anh. Chưa hết đâu nhá. Em coi mà xem tay em vừa độc lại vừa cứng như cái gọng kìm thế kia. Bấu vào ai một cái đi. Ý anh nói em là rắn độc à? Cô hỏi xong định sấn tiến và cấu tiếp một cái nữa cho cái tên lèo mép kia chừa đi.
Xong đã thấy cổng biệt thự nhà Gia Thành hiện ra trước mắt rồi. Và bà Hương Thủy đã đứng đó chờ hai người từ lúc nào, đành mím môi lại và nói: tạm thời tha cho anh đấy, em sẽ cộng dồn rồi tính sổ với anh một lượt. Bà Hương Thủy thấy Lan Thi bước xuống thì tươi cười và nói: sao rồi con, vết thương có nặng lắm không? Đi về nhà nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm. Bác nấu xong rồi, chỉ còn chờ hai đứa về ăn thôi. Con làm bác vất vả rồi, cuối cùng không nấu giúp lại để bác phục vụ. Không sao, sau này còn nhiều thời gian, vào đây với bác. Bà Hương Thủy thay đổi thái độ nhanh như điện xẹt, khiến cho Lan Thi vui mừng khôn xiết. Cô biết vậy là mình đã làm lay động trái tim bà rồi. Ông Gia Bình cũng từ trong phòng khách đi ra. Sao? Bọn con chưa về mà bái cứ sốt ruột đứng ngồi không yên đây này. Bữa cơm hôm ấy vui vẻ và đầm ấm lắm. Bà Hương Thủy liên tục dục Gia Thành gấp thức ăn cho Lan Thi. Bà cũng luôn mồm nói cô phải ăn nhiều cho mau khỏe, lại còn đổi cách xưng hô từ cháu sang con. Lan Thi không dám tin rằng vừa mới đây thôi bà đang rất dè dặt và còn tỏ thái độ khinh khỉnh với cô. Thì nay mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ theo chiều hướng tích cực. Ăn uống xong bà lại chủ động và nói: Gia Thành ngồi xuống đây bố mẹ nói chuyện. Bây giờ mẹ muốn nghe con nói trước. Gia Thành hít một hơi thật dài rồi nói với bố mẹ: dạ thưa bố mẹ, đây là Lan Thi, người mà con đã nhiều lần kể với bố mẹ. Con yêu cô thật lòng, cô cũng rất yêu con. Chúng con muốn tiến tới với nhau, mong bố mẹ tác hợp cho tụi con. Ông Gia Bình gần nhẹ, còn bà Hương Thủy hơi hướng mắt sang Lan Thi và nói: còn con thì sao? Hai bác muốn biết ý kiến của con. Lan Thi rất ngại phải nói chuyện với người lớn kiểu này. Cuối cùng, điều lo lắng của cô cũng đến. Cô không thể giấu được thân phận của mình nữa. Chỉ không nghĩ rằng bà Hương Thủy đã đề cập đến vấn đề này quá sớm. Song trốn tránh không phải là một cách hay, chỉ bằng cái bình tĩnh đối mặt. Chỉ cầu mong mọi việc suôn sẻ. Kính thưa hai bác, con cũng rất yêu anh Thành và trân trọng tình cảm mà hai bác dành cho con. Con chỉ sợ mình không xứng đáng với anh ấy thôi. Nếu lúc trước nghe cô nói câu này, bà sẽ không ngần ngại mà chỉ mặt từ chối luôn. Nhưng từ lúc thấy cô không màng nguy hiểm, dám lấy cả tính mạng mình ra để bảo vệ cho bà, thì bà bắt đầu thay đổi cách nhìn. Gật đầu và mỉm cười nhẹ, bà nói: Gia Thành nó cũng nhiều tuổi rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó đưa bạn gái về nhà. Đủ biết con quan trọng đối với nó thế nào. Bác chỉ có một mình đứa con này. Vì vậy, con cũng hiểu. Nhà bác rất muốn Gia Thành lập gia thất. Bác cũng không có đòi hỏi khắt khe gì. Chỉ cần con thực sự yêu thương Gia Thành và nguyện gắn bó với nó trọn đời. Ông Gia Bình thấy câu chuyện có vẻ căng thẳng và bầu không khí bắt đầu trùng xuống thì gỡ bí: các con vẫn có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Nhưng đó là chuyện của các con. Còn hai bác là người lớn, vẫn cần phải có một buổi gặp để hai bên gia đình nói chuyện với nhau cho qua đầu qua cuối. Từ lúc Gia Thành nói chuyện đến khi gặp con, chúng ta cũng chỉ biết sơ sơ là con đang làm việc ở Hải Phòng, còn bố mẹ ở quê. Với con có thể giới thiệu rõ hơn cho hai bác được biết có được không? Lan Thi chợt thở dài một tiếng, chưa biết phải mở lời ra sao thì Gia Thành đã đỡ lời. Cô mới đến nhà mình buổi đầu tiên mà bố mẹ cứ xoay như trong chóng thế này, đến con cũng phát khiếp. Từ từ rồi con kể cho nghe, không phải gấp thế đâu ạ. Ông Gia Bình cho là phải bèn gật đầu ra hiệu cho vợ, dẫu chuyển chủ đề. Bấy giờ bà Hương Thủy cũng nghĩ mình hơi lố nên mỉm cười dục Lan Thi ăn trái cây. Nếu không có Gia Thành, có lẽ Lan Thi sẽ phải một mạch kể hết sự tình ra với bố mẹ anh. Gia Thành quả là một người tâm lý và hiểu chuyện. Trên đường về, biết Lan Thi căng thẳng, anh nói: em thả lỏng người ra đi. Lan Thi mạnh mẽ, cường nhân của anh đâu rồi? Mới bị mẹ dồn cho vài câu mà mất hết sinh khí rồi. Chuyện nhỏ như thế, cái gì cũng có cách giải quyết. Mẹ cũng rất tinh tế. Anh nghĩ mẹ không bao giờ vì những chuyện đã xảy ra với em mà để vuột mắt một cô con dâu kim cương như thế này. Tin anh đi.
Tại công ty Thiên Nam, mấy nhân viên nữ cứ tranh thủ lúc rảnh việc là bắt đầu túm nam tụm ba để tám chuyện, và đề tài hot nhất của họ chính là Gia Thành. Tú Anh vẫn là một cô nàng lanh chanh nổ bom đầu tiên. Này, có chuyện bí mật nhá. Sếp tổng nhà mình hình như là sắp cưới rồi ấy. Rõ ràng hôm qua chủ nhật tôi thấy sếp chở một em xinh như mộng và shop hàng hiệu ở trên phố Tràng Thi nhá. Quả này khối em trong công ty khóc cạn nước mắt, trong đó có tôi. Thôi, tôi đi khóc trước đây. Tố Yên nghe vậy cũng hiếu kỳ và nói: Thật á? Sao lúc đấy không hú cho mọi người tới luôn, xem mà thật hay là hư? Người lạnh lùng như sếp mà có bóng hồng ôm sau lưng thì đúng là sự lạ. Mà có nhìn nhầm hay không đấy? Tôi là tôi cóc tin. Phải bày cái sự việc ra trước mắt sờ sờ như thế này tôi mới tin. Mà nếu là thật thì con hồ ly tinh kia là nó lại để yên cho. Bé bé cái mồm thôi, không bị trừ lương bây giờ. Không những thế tôi còn biết là vừa mới hôm qua sếp đưa con nhỏ về nhà ra mắt đấy. U là trời, thật à? Sao sếp bí mật thế nhở? Mà cái con đấy nó mọc ở đâu ra mà nhanh thế? Sao nó chưa một lần đến công ty? Bây giờ tôi lại muốn chứng kiến hai kỳ phùng địch thủ gặp nhau, xem trời long đất lở thế nào. Hóng biến quá. Các cô không thể ngờ mọi lời nói của bọn họ đều lọt hết vào tai một người. Người này nghe xong liền bậm môi lại, tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu, đầu muốn nổ tung nghĩ: vẫn là cái con nhỏ to gan đấy, tao không tin là không làm được gì mày, đợi đi con chó. Là Nhật Hạ, cô ta đang hậm hực vì mấy ngày qua không thể liên lạc được với mấy tên côn đồ trước đó. Giờ lại thêm cái chuyện này nữa thì bản thân cứ như là đang ngồi trên đống lửa, không chừng là mất luôn tỷ bạc rồi, sôi hỏng bỏng không. Thật là ngu hết biết. Nhật Hạ tức tối bỏ ra ngoài, đang nện gót giày xuống tầng trệt thì cô ta bắt gặp một người, chính xác là cô kia. Nhật Hạ không thể nhầm được. Tại sao cái con danh này nó lại to gan dám vác mặt đến đây nhỉ? Vậy thì hôm nay chị sẽ dạy cho mày một bài học. Nghĩ là làm, cô nàng rảo bước nhanh đến chỗ cô gái trẻ. Với lúc người này cũng chuẩn bị bấm thang máy. Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì cô đang tìm Gia Thành. Lan Thi khựng người lại, ngầm đưa mắt quan sát đối phương. Thấy đây là một cô gái trẻ và cũng khá xinh đẹp, liền gật đầu như một sự thừa nhận. Cô chỉ buông đúng một câu nhưng lại khiến cho kẻ bên kia tím mặt vì giận. Đúng vậy, cảm ơn cô. Nhật Hạ hừ nhẹ một cái rồi đánh bài ngửa luôn. Tôi có thể nói chuyện với cô một lúc được không? Xin tự giới thiệu, tôi chính là vợ chưa cưới của Gia Thành. Tôi là Nhật Hạ. Còn cô? Lan Thi cười thầm trong bụng và nghĩ: có chuyện hay rồi đây, không ngờ gặp đúng tình địch. Thú vị đấy chứ. Tôi sẽ chiều theo ý cô, xem cô muốn gì. Vậy là thay vì lên công ty Gia Thành như đã hẹn thì Lan Thi lại thay đổi ý định và xoay người bước trở ra. Cô nở nụ cười và nói: sẵn sàng thôi. Không nghĩ là cô lại có hứng với tôi vậy. Ta đi đâu nào? Cô cứ ra xe trước đi, tôi chạy xe của tôi. Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê Chiều Tím. Nếu nói Nhật Hạ sinh 8 thì Lan Thi cũng phải sinh 10. Khi đi bên Nhật Hạ, cô không hề kém cạnh mà còn nổi bật hơn rất nhiều. Điều này khiến cho đối phương phải tức điên lên. Chắc Nhật Hạ nghĩ mình được gia đình hai bên hậu thuẫn, nhất là bà Hương Thủy, nên càng ra vẻ đắc chí. Cô ta nào biết rằng gió đã đổi chiều và chỉ tí nữa thôi cô nàng sẽ phải nhận một thất bại ê chề, nhục không để đâu hết. Trong phòng VIP chỉ có hai cô gái ngồi đối diện với nhau. Họ uống rượu vang chứ không uống cà phê là cái nước gì khác. Sau khi phất tay cho phục vụ rời đi, Nhật Hạ liền mở màn định phủ đầu trước. Cô ta hất mái tóc một cách đầy điệu nghệ rồi nhả ra một câu đầy vẻ xem thường kẻ dưới: chắc cô chưa biết mối quan hệ của tôi và anh Gia Thành à? Nhưng tôi thì biết quá rõ về cô đấy. Cô nhìn lại mình đi, cô nghĩ mình là ai mà đòi đeo bám anh ấy hả? Nói cho cô rõ, Gia Thành là của tôi. Vậy cô hãy tự biết lượng sức mình mà rút lui có trật tự nhé. Lan Thi nhấp một ngụm rượu rồi nhẹ nhàng nói: cô chắc chứ? Cô nói cô là vị hứa hôn của Gia Thành, vậy mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc về cô cả. Cô là cái thá gì mà anh phải nói cho cô nghe về tôi? Đỉa mà nó đeo chân hạc.
vì con xấu xí chẳng bao giờ biến thành thiên nga được đâu. Tôi chưa bao giờ nhận mình là thiên nga cả, nên cô không phải bận tâm. Cái cô cần lúc này là nắm giữ thật chắc trái tim người đàn ông của mình. Tôi chỉ e là mọi thứ cô vừa nói ra chỉ là sự tưởng tượng từ một phía. Một khi Gia Thành yêu cô, thì hà cớn gì cô không có lòng tin ở chính mình mà phải đi tìm đến tôi. Cô dám ăn nói như thế với tôi đi à? Chúng ta đều bình đẳng như nhau. Cô cũng không phải là bạn tôi, càng không phải là họ hàng thân thích. Tại sao cô lại bắt người khác phải làm theo ý mình nhỉ? Quá hoang đường. Nhật Hạ giận đến tím mặt, không ngờ bị đối phương vỗ thẳng mặt. Liền tức tối đứng dậy, cầm ngay ly rượu tạt thẳng vào mặt Lan Thi. Lan Thi lúc này mới đứng lên cười lạnh một cái và nói: cô quá hồ đồ và mất lịch sự. Chả trách Gia Thành anh ấy không thèm để ý đến cô. Một cô gái thiếu ý thức hắt được rượu vào mặt tôi là cô hả hê lắm chứ gì. Cô lấy cái quyền gì mà xúc phạm người khác như vậy? Giờ thì xem tôi chẳng là những gì cho cô đây. Nói xong Lan Thi giơ thẳng tay vào một phát vào mặt Nhật Hạ. Chỉ nghe một tiếng bốp khô khan, đủ biết cái tát ấy mạnh cỡ nào. Theo đà Nhật Hạ chúi nhủi, đấy là Lan Thi còn chưa dùng toàn lực lên cánh tay, chứ không thì e là Nhật Hạ cũng bay luôn mấy cái tăng cửa. Có lẽ trời sụp, Nhật Hạ cũng không bao giờ nghĩ Lan Thi lại dám đánh cô ta thế này. Bị tát đau, cô ta ba máu sáu cơn nổi xung thiên lên. Giờ thì chẳng cần sĩ diện gì cả. Thế nào là tiểu thư con nhà ra thế? Giờ cái vẻ mặt lúc nào cũng kênh kênh như muốn ngồi trên đầu người khác. Giờ cũng chẳng là cái cóc khô gì. Nhật Hạ tức khí rút đôi giày gót nhọn dưới chân ra, lao đến Lan Thi quyết ăn thua đủ. Miệng cô ta rít lên: đồ khốn kiếp, con điếm kia, mày ăn gan hổ mới sao mà mày to gan thế à? Chị mày từ lúc sinh ra cũng không bị bố mẹ đánh nó một roi, vậy mà hôm nay lại bị mày hạ nhục. Nói cho mày biết nhá, mày đến đây thì dễ, nhưng mà ra về thì không dễ như thế đâu. Hôm nay chị sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời, cho mày biết thế nào là vút dâm hùm. Lan Thi vẫn khinh khỉnh và nói: ở đây ai vút dâu hùm còn chưa biết, cô định dở các thói của mấy cái con mụ hàng tôm hàng cá ra đây. Giỏi thì vào đây, tôi sẽ đứng yên cho cô đánh đấy. Nhưng để xem bản lĩnh của cô thế nào. Lời của Lan Thi khác nào như lửa đổ thêm dầu. Nhật Hạ chạy chân không ra ghế đối diện, một tay giơ chiếc giày gót nhọn lên, một tay định tóm lấy tóc Lan Thi kéo xuống. Nhưng khi tay cô ta chuẩn bị chạm xuống đầu Lan Thi, thì Lan Thi đã cúi người xuống, nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Nhật Hạ bóp mạnh. Con chó, mày làm cái gì vậy hả? Buông tao ra. Sao? Bản lĩnh lắm cơ mà. Cái mồm này vẫn còn khỏe gào lắm. Gào to nữa lên. Nhật Hạ bị Lan Thi tóm chặt một tay, tay còn lại cô ta vẫn cầm chiếc giày liền đập liên tiếp vào người Lan Thi. Xong thế này nào có thấm tháp gì so với một thân thể được thường xuyên luyện võ. Xem ra nó chỉ như một cái trò gái ngứa thôi. Thấy Lan Thi không hề kêu can mà còn phá lên cười châm biếm, thì Nhật Hạ hận đến thấu xương. Không nghĩ ngợi nhiều, cô ta bèn cúi xuống, dùng cả hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào cánh tay Lan Thi, quyết không buông. Hàm răng cô ta mới sắc làm sao, nhưng cái trò võ mèo này thì do ai được. Lan Thi chỉ hơi nhăn mày một chút, rồi dùng tay bóp thật mạnh vào hàm của Nhật Hạ. Cô bóp quá mạnh khiến cô ả muốn gãy quay hàm. Hai hàm răng đang cắm vào tay Lan Thi tức tốc được nhả ra. Trên cánh tay Lan Thi là hai hàm răng tròn to rớm máu. Nhật Hạ vẫn chưa hết cơn điên, giờ này nhìn cô ta không khác gì một con chó cái đang giành ăn với đối phương. Tất cả một màn này khiến cô ta mặc dù tức giận đến cực điểm, nhưng cũng bị Lan Thi chăn mấy cái tát, lại còn bị cô bóp hàm cho đau điếng, thì biết là Lan Thi cũng không phải hạng tầm thường. Liền gầm ghè đứng một bên thủ thế. Cô ta ôm ngực thở dốc một hồi, như lấy lại tinh thần mà gào lên: con đĩ mặt sứa gan lim kia, tại sao đang yên đang lành mày lại dám cướp chồng người khác thế à? Mày có biết người đời họ ghét nhất cái gì không? Là cái loại con giáp thứ 13 đấy, mày hiểu chưa? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra, kẻo hối không kịp. Đồ đĩ. Tôi cho cô nói lại một câu nữa đấy. Ai là đĩ? Ai cướp chồng người? Tôi nhớ Gia Thành chưa từng cưới vợ. Anh ấy cũng chưa một lần nói với tôi về cô. Vậy có phải chính cô quá ảo tưởng không? Bớt mơ mộng háo huyền đi. Trời cao lắm, đu bám cẩn thận, kẻo rớt bịch một cái chẳng ai thèm đỡ đâu. Mà thôi, lần này tôi tha.
Coi như cô gặp may, nhưng cũng không có lần sau đâu. Tôi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi mà ở đây đôi co với cô. Cô chưa hả hỏa thì cứ tự chửi, tự nghe. Chào. Đứng lại đấy. Ai chào mày đi hả con kia? Đứng lại đấy cho tao. Nực cười quá mà. Khi nào ra Thành lại quen một người như cô? Tôi thấy cô nên về nhà học lại văn hóa đi, mất hết cả tỷ giờ. Lan Thi vừa nói đến đây thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, cô mỉm cười và nói: em đến hơi trễ, vì phải tiếp một vị khách đặc biệt. Cô ta phiền quá anh ạ. Chờ em chút nhé, khoảng 15 phút nữa em sẽ đến cho anh. Chẳng cần biết đầu bên kia nói gì thì Nhật Hạ cũng thừa thông minh để hiểu người đang gọi cho Lan Thi là ai. Cô ta liền lao đến giật lấy điện thoại của Lan Thi, mếu máo và khóc. Gia Thành, là anh à? Tại sao lại hẹn hò với cô ta? Anh đến đây mà xem cô ta vừa đánh em đây này. Đến đây mà đòi lại công bằng cho em đi. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nhật Hạ đã chạm ngay vào nút loa ngoài. Tiếng Gia Thành vang lên rõ mồn một. Là cô à? Cô lại đi gây ra cái chuyện gì đấy? Cô có biết là hiện giờ đang là giờ làm việc không? Từ bao giờ cô cho mình cái quyền xen vào đời tư của tôi thế hả? Nếu cô chưa rõ, tôi nói cho cô nhé. Người đang ở trước mặt cô chính là bạn gái của tôi đấy. Nói chính xác ra thì là vợ chưa cưới. Còn cô, cô chỉ là một nhân viên dưới quyền. Cô phải biết chừng biết mực. Cô phải biết mình là ai. Tôi cho cô 15 phút để trở về công ty. Nếu giờ đó cô không có mặt thì tự động viết đơn xin nghỉ việc. Đồ phiền toái. Anh dám nói với em như vậy, em sẽ mách bác gái. Anh đừng có mầm có mớ nới cũ mà lấy cớ bắt nạt em. Tôi không có thời gian để nghe cô chửi chó mắng mèo. Đưa điện thoại cho chủ nhân của nó. Đừng có dở cái trò bẩn ra. Lần này là tôi sẽ không nương tay đâu. Chào. Lan Thi đã nghe hết toàn bộ màn đối thoại. Cô nở một nụ cười nắng vàng rực rỡ, nói với đối thủ: thế nào? Cô không định lấy luôn cả điện thoại của tôi đấy à? Mày dám thách tao? Cái điện thoại ghẻ này tao lấy ném cho chó à? Nhưng để biến nó thành mớ phế liệu thì được đấy. Nhật Hạ đúng là hết thuốc chữa, thần kinh không bình thường. Lan Thi đã nắm rõ điểm yếu của cô ta, nên cũng chẳng thèm rằng co nữa mà nhàn nhạt nói: thế thì cô cứ thử đi, thích làm gì thì làm. Nhưng mà nói trước, khi nó không còn là cái điện thoại nữa, tôi không đảm bảo cô có lành lặn trở về hay không đấy. Tôi không nói đùa. Làm đi. Tôi đang chờ xem cô biến nó thành phế liệu đấy. Đúng là hận, không thể lao vào băm vằm hay bóp chết Lan Thi. Nhật Hạ đã phải dùng đến hạ sách cuối cùng, vẫn không chơi lại cô. Đồng hồ trôi đi 5 phút. Chỉ còn 10 phút nữa, cô ta phải có mặt ở công ty rồi. Tức chết đi được. Cô ta không thể bị đuổi việc vì một lý do lạng nhách như thế. Được lắm. Nếu đã không ăn được thì tao sẽ đạp đổ. Đừng mong kẻ nào có được anh. Anh giỏi lắm. Giờ anh sẽ phải hối hận vì cái việc làm của mình. Quăng mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, Nhật Hạ ngúng ngoải bỏ đi, sau khi kèm theo một câu khiến Lan Thi phải bật cười: nhớ mặt chị mày đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Tức thì Lan Thi nhếch môi và tiếp: tôi cũng đang chờ để được tiếp đón cô đây. Nếu rảnh, mời cô đến địa chỉ này nhé. Nói xong, Lan Thi đẩy về phía Nhật Hạ một tấm danh thiếp. Cô ta hậm hực định bước đi, nhưng nghĩ thế nào lại vớ lấy tấm danh thiếp nhét vào túi, rồi bắn cho Lan Thi một tia nhìn rực lửa, như thể muốn thiêu cô ta ra thành than, sau đó mới chịu rời đi. Gần trưa hôm đó, Lan Thi đã có mặt ở công ty Thiên Nam. Cô sánh bước bên Gia Thành, đi vào phòng của anh. Hôm nay anh hẹn Lan Thi đến đây để đưa cô đi giới thiệu công ty, nhưng đó chỉ là một cái cớ. Cốt lõi là anh muốn cô đến đây nhằm mục đích khéo léo gửi tới mọi người và ai kia một thông điệp rằng anh đã có chủ. Ai đó thì đã biết rồi. Còn mấy cô nương trong hộ quần trai đẹp lại được phen đứng ngồi không yên và xem hết mọi tia hy vọng. Quả thực Lan Thi quá đẹp. Trước mặt mọi người, cô không nổi bật như một nàng tiên, không kiêu kỳ vô trương, nhưng lại tự tỏa hương khoe sắc. Hàng loạt tiếng trầm trồ nổi lên và rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang lén quan sát và thầm so sánh cô với Nhật Hạ. Rõ ràng chẳng cần so thì cũng biết cô gái này
ăn đứt cái nàng thư ký đỏng đảnh kia. Gia Thành thấy trên chiếc váy cô đang mặc có một vài vệt chất lỏng màu tím thì ngạc nhiên hỏi: ai làm bẩn váy em vậy em yêu? Lan Thi nhanh hỏi thì Lý lắc trêu lạ: là một cô nàng họ Hoạn vừa lỡ tay nhuộm áo cho em đấy, đẹp phải không anh? Chợt anh tái mặt khi nhìn thấy vết răng tròn dớm máu đang hằn đỏ trên cánh tay cô. Ngay lập tức mắt anh cau lại, đôi mắt mà hổ phách khẽ đảo một vòng. Đối tượng mà anh cần vẫn chưa có mặt. Anh gật cổ châm biếm: con chó này xem ra răng sắc quá rồi, để anh xem có nên bẻ bớt răng nó đi không. Vừa lúc đó Nhật Hạ đi vào, nhìn thấy Lan Thi đang đứng cạnh Gia Thành, không chịu được mà hừ lên một tiếng. Gia Thành cong môi lên nhoẻn cười, rồi chìa tay về phía Lan Thi và nói: giới thiệu với em, đây là Nhật Hạ, thư ký của công ty. Còn giới thiệu với cô, đây là Lan Thi, vợ sắp cưới của tôi. Anh có cần phải đả kích em như thế không? Anh ác lắm. Anh biết vừa rồi cô ta làm gì em không hả? Nói rồi cô ả nghiêng mặt, chỉ tay vào má mình rồi sụt sịt ăn vạ. Trên má cô nàng đúng là vẫn còn đang hằn lên những ngón tay của Lan Thi. Giang Thành không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu, mặc cho cô ta diễn. Lan Thi lúc này mới nhoẻn cười và nói: trái đất tròn thật, đi một vòng cuối cùng lại gặp cô ở đây. Lúc nãy tôi thấy cô hùng hổ lắm cơ mà. Giờ tôi đã ở đây rồi, cô khỏi cần tìm, tiếp tục nhuộm áo cho tôi đi nào. Cô dám ở đây lớn tiếng với tôi à, cái đồ tiểu tam. Đủ rồi đấy, cô về phòng làm việc đi. Đây là công ty chứ không phải chỗ cho cô giở trò cãi nhau. Tôi nhắc lại cho cô nhớ, đừng có ảo tưởng giữa tôi và cô chả có tình cảm gì cả, duy nhất chỉ tồn tại mối quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, xin cô nhớ cho. Lời Gia Thành vừa thốt ra khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nhật Hạ. Cô ta vừa tức vừa thẹn đến mức không biết chui vào đâu, lại còn bị quê mặt trước tình địch thì càng hận Lan Thi đến thấu xương. Thế nào nhỉ, các cổ đã từng nói 30 chưa phải là Tết. Gia Thành chưa cưới vợ thì cô ta cóc về nề nang ai cả, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Hậm hực đi về phòng mà Nhật Hạ vẫn ôm hận trong lòng, cô ta liền cầm lấy điện thoại gọi cho bà Hương Thủy cầu cứu. Bên kia vừa bắt máy, Nhật Hạ đã mếu máo khóc: bác ơi, con là Nhật Hạ đây, con khổ quá, hôm nay có một con nhỏ ngang nhiên đến công ty đánh con, nó còn tự nhận là vợ sắp cưới của anh Gia Thành nữa. Bà Hương Thủy đã biết rõ con trai mình không hề yêu Nhật Hạ, nhưng nghe cô bé này khóc lóc nói thì cũng ngạc nhiên và hỏi: chẳng lẽ Lan Thi dám đến tận công ty Gia Thành để quậy à? Không đời nào, tuy mới tiếp xúc với Lan Thi, song bà thấy cô là một người ngay thẳng, thấy việc bất bình thì chẳng thể ngồi yên. Rốt cục là chuyện gì? Thấy bà Hương Thủy im lặng không nói gì, Nhật Hạ càng được thể sụt sịt khóc lóc. Không tin á, bác cứ đến công ty thì biết. Cô ta còn tát con hẳn hết cả lên má đây này, còn quê mặt với mọi người quá. Con cứ bình tĩnh lại đi, để bác tìm hiểu xem thế nào. Còn cô biết cái cô đấy tên là gì không? Nó tên là Lan Thi. Dạ vậy, nếu là Lan Thi, bác nghĩ nó không hồ đồ như vậy. Được rồi, con nín đi, bác hứa sẽ cho con câu trả lời sớm nhất, thí nhé. Nhật Hạ chưa kịp nói thêm điều gì thì bà đã cúp máy. Đầu cô ta bỗng nổ ầm ầm một tiếng, rõ ràng có cái gì đó sai sai ở đây. Bình thường bà Hương Thủy nói chuyện ngọt ngào với cô lắm cơ mà, lẽ nào con danh đó đã dùng mánh khóe gì mua chuộc bà ấy rồi. Bên kia Gia Thành đang ngồi tâm sự với Lan Thi thì mẹ anh gọi đến. Nhìn vào số máy của bà, anh nhoẻn miệng cười nói với Lan Thi: sắp có chuyện hay rồi đây, em nghe mẹ nói luôn nhé. Gia Thành mở loa to cho cả Lan Thi cùng nghe, giọng bà Hương Thủy vang lên trong máy: Gia Thành à, mẹ đây, công ty vừa xảy ra chuyện à con, mẹ mới nghe. Gia Thành mỉm cười nói chen vào: dạ mẹ mới nghe Nhật Hạ nói phải không ạ? Cô ta nói với mẹ những cái gì? Lan Thi nó đang ở đó đúng không? Mẹ thấy Nhật Hạ nó bảo Lan Thi đến tận công ty kiếm chuyện, rồi đánh nó, làm nó mất mặt với mọi người. Chuyện thực hư thế nào vậy con?
Con biết ngay là cô ta gọi cho mẹ mà. Nhưng sự thật không phải như vậy. Con thấy mệt mỏi với cô này lắm rồi. Nếu không nể mối quan hệ của bố mẹ với nhà bên ấy thì con đã cho cô ta nghỉ việc từ lâu rồi. Thế anh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe. Bà Hương Thủy chỉ còn biết lắc đầu chán nản. Cuối cùng bà buông một câu. Thôi, chuyện của con tự đi mà giải quyết. Làm sao cho nó ổn thỏa. Mẹ không thích lùm xùm. Mà Lan Thi nó đang đấy với con. Dạ, cô vừa đi xuống dưới rồi mẹ. Để con giải quyết với cô ở nhà hạ này. Mà từ giờ nếu cô ta còn gọi điện, con mong mẹ hãy nói rõ chuyện tình cảm của con cho cô ta biết luôn, khỏi mất công đeo bám ảo tưởng. Được rồi, để đấy cho mẹ. Mấy ngày sau, Lan Thi nhận được điện thoại của mẹ gọi về nhà. Xe vừa chạy vào nhà thì hai đứa em đã cất tiếng chào chị, rồi nhìn cô với vẻ lấm lét. Lan Thi để ý từ dạo cô về đến giờ, giữa cô và hai đứa em trai đều có một khoảng cách vô hình, không còn được như xưa nữa. Mỗi lần cô về, chúng đều có vẻ e dè sợ sệt và chưa một lần ngồi nói chuyện, chỉ chào xong rồi chạy biến đi chơi. Có lẽ cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô khiến chúng sợ chăng? Chỉ có Hoài là hiểu chuyện hơn một chút, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống tình cảm trong cô. Hôm nay cô để ý thấy biểu hiện của mọi người lạ lắm. Mẹ cô thì bồn chồn lo lắng và có vẻ buồn. Hoài thi thoảng lại nhìn trộm cô và đôi mắt ngấn lệ. Lại còn có sự xuất hiện của bà nội nữa thì cô biết việc mẹ gọi cô về đây là gì rồi. Bà nội là người lên tiếng đầu tiên. Bà nắm lấy tay cô cháu gái và nói. Lan Thi, chắc con trách bà nhiều lắm phải không? Bà có tội vì là mẹ mà không dạy con. Để cho cháu phải chịu thiệt thòi. Bà đáng chết lắm. Ơ kìa bà, sao bà nói như vậy? Bà không có lỗi gì hết. Ai làm người chịu, bà đừng nghĩ ngợi gì cả. Tuổi già rồi bà phải dáng giữ gìn sức khỏe. Bà cố tâm thút thít khóc, vừa chấm nước mắt cũng vừa nói. Bà biết là con thiệt thòi, cả bố mẹ mày nữa, nhất là thằng bố mày. Có con ruột mà không được sanh chính ngôn thuận thừa nhận, cứ phải lén lén lút lút như kẻ trộm. Người làng này ai chẳng nghĩ mày là con thằng Thảo. Bà biết con không trách bà, nhưng bà sống từng này tuổi rồi mà sinh ra một thằng con ngỗ ngược thủ đoạn như vậy thì bà đau lòng lắm. Lan Thi im lặng và không nói gì. Cô hiểu một người như bà phải cất lên những lời này là vạn bất đắc dĩ. Đúng là con dạ cái mang, bụng làm bắt giả phải chịu. Những điều bà nói hoàn toàn không sai. Ai sẽ trả lời danh phận cho cô đây? Nếu mà chuyện vỡ lở ra, cả bà nội lẫn mẹ cô và các em chỉ có nước bán sới vì bị người đời dèm pha rủ sả, sẽ bị họ lên án là họ nhà tôm ăn ở lộn xộn. Nhất là mẹ cô sẽ là người bị chỉ trích nhiều nhất. Làm gì có người đàn bà nào ăn ngủ với cả hai anh em trong một nhà, có chửa với em nhưng lại lấy anh. Thế thì khác nào động vật. Con người là một loài động vật cao cấp, không thể có sự bất chấp luân thường đạo lý như thế chứ. Bà Hiền vẫn lặng thinh, giờ lại bật khóc tu tu. Tiếng khóc ai oán trút chồng như dồn nén bao nhiêu năm nay mới có dịp bùng phát. Cô không giấu mẹ, chỉ biết ôm lấy bà cho bà khóc thoải mái. Mãi một lúc lâu sau bà Hiền mới nghẹn giọng nói. Mẹ ơi, tất cả là tại con. Tại con yếu hèn nhu nhược, không bảo vệ được tình yêu của mình. Nếu mà con cứ đợi anh Lâm, một lòng nuôi con chờ anh ấy, thì sự việc đã không đến nước này. Con là một con đàn bà khốn nạn, một người mẹ không ra cái gì. Chỉ vì sợ tiếng tăm mà chấp nhận lấy một kẻ không xứng làm chồng, khiến cho con gái bao nhiêu năm mang tiếng có bố mà như không, phải nhận kẻ thù làm cha. Bà Hiền nói đến đây thì cả Lan Thi và Hoài đều khóc. Lan Thi ôm chặt lấy bờ vai rung rung của mẹ và an ủi. Mẹ đừng tự trách mình nữa. Thời của mẹ, phụ nữ chưa có tiếng nói. Mẹ không thể sống cho riêng mình, còn nghĩ đến cảm xúc của ông bà ngoại. Cả đời mẹ đã chịu không ít điều tiếng, chấp nhận bản thân bị chà đạp, còn hơn để cho bà ngoại bị người đời phỉ nhổ. Đến tận bây giờ, các bác cũng đã tha thứ cho mẹ đâu. Chúng con không trách mẹ, con yêu mẹ, mẹ nín đi.
Bà nội cũng nói, cả nhà này nợ con một lời xin lỗi. Đến nước này rồi mẹ cũng chỉ biết thay mặt thằng Thảo xin lỗi con. Tội nó gây ra, không ai tha thứ được. Nhưng cũng may còn có bố con Thi lớn mạng nên không bị rơi xuống sông ngày đấy. Chứ không thì đến lúc chết bà vẫn canh cánh trong lòng, không thể nhắm mắt được đâu. Bà cụ Tâm lại lắc tay Lan Thi và nói, bà biết, điều bà sắp nói ra đây là một yêu cầu quá lớn đối với con. Nhưng bà cũng là mẹ, bà không thể đứng nhìn con cháu tương tàn với nhau. Vẫn biết rằng thằng Thảo không đáng được tha thứ, nhưng dẫu sao đó cũng là bố của con. Bà cầu xin con đấy, xin con hãy mở lượng hải hà mà tha cho ông ấy một lần. Bà biết con vẫn chưa nói với công an chuyện Thảo chính là người đã mưu hại em mình. Bố con cũng không báo án. Nói đến đây bà cụ Tâm lại nấc lên. Bà chỉ mong con hãy cho tòa án lương tâm trừng trị ông ấy. Chuyện nó xui người bắt cóc con, bà không dám can thiệp, và nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn chuyện kia, con có thể bỏ qua được không? Nếu giờ mà nó phải chịu hai án một lúc thì biết đến ngày nào mới ra. Ba đứa em của con vì vậy cũng bị mang tiếng xấu vì một người cha ác nhân thất đức, bất chấp cả tình thâm ruột thịt mà hại chết em mình. Tội này người đời nguyền rủa, trời đất khó dung. Bà cũng vì thế mà mòn gan héo ruột. Thế là đã rõ. Mục đích hôm nay mẹ gọi cô về đây chính là để cầu xin cho người ấy. Người đàn ông độc ác đã vùi dập tuổi thơ của cô, làm cô chịu thiệt thòi hai mươi mấy năm trời không có cha bên cạnh. Bình thường ai cũng bảo cô lạnh lùng băng giá, nhưng có ai hiểu được trong sâu thẳm cõi lòng là một Lan Thi đầy nội tâm tình cảm. Cô có thể để bản thân chịu đau đớn, còn hơn để cho người thân của mình được hạnh phúc an yên. Khi biết được sự thật nghiệt ngã này thì hơn một lần cô đã muốn vạch trần tội lỗi của ông Thảo ra trước cơ quan chức năng. Nhưng đúng như những gì bà nội đã nói, tòa án lương tâm là bản án nặng nề nhất. Nó khiến cho người ta đến chết vẫn không thể quên đi tội lỗi của mình. Chắc chắn ông Thảo sẽ phải chịu một mức án không hề nhẹ khi tội chồng tội như vậy. Xong, liệu rằng khi ấy cô có vui được không? Có thỏa mãn khi tống được kẻ thù vào trong tù và hả hê với sự chiến thắng ấy? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện có tựa đề Kẻ Buôn Người, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.